thì hái đột nhãn lồng nè, đâu có ở trong nó nhiều không mẹ ơi, đột nhãn lồng. Hái gì lục ai? Ăn này ngủ ngon lắm nè. Nắng quá. Quá nắng. Mày muốn anh? Ăn ngon quá mẹ. Ngắt dừa đây, ngắt chứ sao về khỏi lọc nữa. Vô trong hái nhiều mà. Vô trong hái cái gì nữa mà. Vô trong hái đợt nữa là được. Anh trước mặt rồi kìa. Trước mặt nó đâu mà. Bán thịt lắm, nội nắng dần chết đi. Bởi đi mua đồ không có trả giá là gì. Ở trong nó ngon hơn ngoài này. Trong nó ngon hơn. Rồi đi vô trong. Ở trong bức cúc này. Không có dưới đất cào chó rồi nè. Còn hai số nữa. Trời luôn. Rau này là rau sạch nè. Tự bò tự mọc ngay mà chứ đâu có. Không có tưới nước luôn. Đúng đâu. Bữa hôm em làm cỏ em chừa lại cái bụi này chứ. Vì bữa nó sáng nó chín vàng hết trời coi. Thuộc thuộc luôn chồng. Rồi xong, có đủ bữa nấu canh tôm rồi. À, bùi nhãn lồng nè, nhãn lồng bò trên cái hàng rào của nhà, của vườn của mẹ bôi, cái bông nhãn lồng nè. Cái này chút nó hội cũng trổ bông nữa, cái này trổ bông, cái này nó trổ bông rồi bắt đầu nó thành trái nằm ở trong, thành trái nằm ở trong này, có những trái nó nằm ở trong đó, trái nó bự lên này. Trái này không gần chín nè. Nó lòng nhà ăn được. Đột nó lòng quá trời luôn. Quá trời. Bụi nó lòng. Bông nó. Bông nó. Nguyên cái bụi mẹ bôi làm cỏ gì chỗ này, làm cỏ hoài mấy cây xe ri.
xung mình có chứ. Thôi nghỉ đi em ơi, mệt lắm đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.